Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 22 của huyện ủy Tân Trụ về việc đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn lên trên 5m, xã Quê Mỹ Thạnh đã huy động cả hệ thống chính trị để lựa chọn con đường phù hợp, đầu tư mở rộng, nâng cấp, góp phần tạo dựng cảnh quan, phục vụ tốt việc đi lại của người dân. Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, đường Nguyễn Thị Lầu đã bị xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu phát triển khu vực, do đó xã đã chọn con đường này để nâng cấp mở rộng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự án được chia làm 3 giai đoạn và đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với 1,3 cây số, kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 80% và người dân đóng góp 1,3 tỷ đồng. Thì đến thời điểm này coi như xã đang triển khai cái thực hiện giai đoạn 2. Chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân đóng góp nếu có đủ điều kiện đến tháng 10, tháng 11 năm 2003 đó sẽ có triển khai cái công tác là đấu thầu đủ vốn của nhân dân đóng góp thì dự kiến là tháng 12 năm 2003 thì chúng tôi sẽ triển khai cái giai đoạn 3 luôn để phấn đấu là cái như là công trình này hoàn thành trước cái tiến độ thời gian này ra. Đường Nguyễn Thị Lầu hiện là tuyến đường dài nhất trong huyện được láng nhựa theo nghị quyết số 22 của huyện ủy Tân Trụ. Từ thông suốt nhận thức đến hành động đúng, ngoài việc tham gia đóng góp tiền, người dân còn tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, tháo dỡ hàng rào, tạo mặt bằng thông thoáng để đơn vị thi công thuận tiện. Nói đúng là chủ trương nhà nước thì vẫn để mừng lắm. Làm rộng, nặng dễ giao thông, rồi dễ tải đồ đi nữa. Chở lúa, chở này nữa, chở kia cho nó dễ. Với xe cổ rồi dân đi dễ tránh hơn tuyến đường dự kiến hoàn thành vào năm 2024 sẽ tạo ra một diện mạo mới cho xã quê Mỹ Thạnh. Đặc biệt, khi hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Góp phần xây dựng xã quê Mỹ Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao